Dạ, tôi xin kính chào quý ông bà, cô, chú, anh chị. Vậy đầu video thì cho phép con gửi lời chúc đến tất cả quý ông bà, cô, chú, anh chị của mình thì có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp và ấm no hạnh phúc bên gia đình, bề thân của mình nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, thì tiếp nối những cái video, tiếp nối cuộc hành trình con và cả nhà đi khám phá về thế giới tâm linh, khám phá về những căn nhà hoang quý vị, khám phá về những khu nghĩa địa, những nơi mà có dòng ma, dòng quỷ đang tu luyện ở cõi ta bà này cả nhà. Thì ngày hôm nay thì con kính mời cái mình cùng con sẽ tiếp tục quay trở lại khu rừng này để tìm kiếm cái vong linh ngày hôm qua mà đã đánh con á nha. Nói chung là con bây giờ, nói chung là khả năng con thì có lẽ là không có đủ sức để mà đối đầu với vong linh này, nhưng mà con muốn thử thách bằng cái lời nói thử xem sao thôi nha. Có nghĩa là bây giờ mình đánh thì mình chắc cú mình đánh không đỡ rồi, vong linh này khá là mạnh, nhưng mà con sẽ cố gắng khuyên nhủ bằng cái lời, những lời nói của con, những lời chân thành nhất để mà con có thể hiểu, rồi sẽ gửi con đi về chùa. Chứ bây giờ anh Trung giờ cũng còn kẹt, cũng không có thể nào mà hồi sáng có điện anh Trung, điện nói chung là bữa nay anh cũng kẹt, anh không có lên đi cùng con được, tại vì anh còn công chuyện nhà gì tới cả nhà, con cũng không rành nữa đó. Thì ngày hôm nay quyết định đến đây để mà tìm kiếm con linh đó thì anh sai cả nha. Ngày hôm qua đang nói cái nhà mình về vấn đề mình nước nôi á, nhưng mà chưa gì hết là mình gặp phong rồi, nuôi tới xong rồi cả nhà. Thì sẵn con nói tiếp luôn, thì nói chung thì bà con ở miền Tây hiện tại bây giờ nước lũ rất là cao, rồi nói chung là về cái việc mà lũ lụt thì năm nay bà con thất khó rất là nhiều nha. Nói chung là năm nay là khó làm ăn nè, kiểu như khó làm ăn nha cả nhà, làm gì cũng không được, trồng dưa cũng bị nước ngập, rồi trồng lúa cũng bị nước ngập, rồi kể cả việc mà nhưng mà đủ thứ cho cả nhà, buôn bán bây giờ cũng không được luôn, cho nên là con miền quê rất là khổ. Ngoài việc đi giúp vong thôi cũng đã cực khổ rồi cả nhà, ngoài việc giúp vong không rồi bây giờ mưa gió đi cũng không được nữa, bữa nay trời cũng ui ui nữa, hôm qua thì trời trong không có mưa, hôm nay thì trời lại ui ui rồi cả nhà, bão chuẩn bị vô nữa vậy rồi. Vậy thiệt sự khổ quá nha. Chứ mình khi mình bởi vì nói cái nhà mình khi mà có nói lên á, bây giờ ok kìa, có con trắng cái nhà gì cái nhà gì cái nhà theo cái nhà đó đó cái nhà đó cái nhà đó 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 đâu rồi đâu rồi. Ok ta, mất tiêu cái nhà, ngồi ta, xin chào Vong, vậy nó môi Phật, mất tiêu trời. Xin chào Vong. Ui trời đất ơi. Ôi trời. Ở trong đó nước bay ra. Trời xíu nữa. Ủa, bông này phải bông kia đâu? Thả tao ra coi thằng nhỏ. Làm bị. Nam mô Phật. Ủa, cái gì? Trời ơi, sao mưa? Tự nhiên tao bước ra, tao tính hỏi mày, mày làm gì mày trói tao vậy? Thôi, có hỏi không? Thì tao không hỏi, tao làm gì mày mà không hỏi? Biết tao được à? Tại vì tao thấy mày, tao sợ quá rồi, tao rút, tao tính ẩn náu núp luôn. Mà tao thấy mày tò mò mày kiếm, mày thôi để tao ra tao chào mày, tao hỏi cho mày kiếm ai? Dữ chưa? Chưa gì, tự nhiên mày trói tao làm chi vậy? Tưởng có nghèo chọc gì mày đâu, tự nhiên bay ra tưởng tao quánh tui bài đâu, tao bước ra mà tại mấy cái cây á nó hả chỉ
đĩa chỏ với nhau rồi á, nó móc nó dướng tao lại cái tao quạo quá tao nhảy ra mà. Thôi mình có đừng có dẻo miệng dẻo mồm. Trời ơi, tao nói thiệt chứ tao dẻo mày làm cái gì? Ủa mà mày là ai tự nhiên mày đi vô đây khi vừa rồi đêm hôm kia phát rồi vô đây lỡ gặp tao hiền nó phải gặp cái con quỷ hay mấy cái dông dữ rồi nó đón đường mày nó quánh mày nó bẻ cổ nó giận họng mày rồi sao? Nói quỷ nữa. Ông ở đây chú ngủ đâu chưa? Tao ở đây được mấy ngày rồi. Vậy ông có thấy có con quỷ nào ở đây không? Tao có thấy con quỷ nào ở đây đâu. Tao ở đây là tao muốn làm để tra cái địa bàn này luôn, tao có thấy ai đâu. Cái gì? Ông nói là ông là ca địa bàn này hả? Ừ, tao có thấy con quỷ nào đâu. Vậy là ông là con quỷ ngày hôm qua ông quánh tôi, phải không? Mày nói gì tao không có hiểu mà tao mới gặp mày lần đầu tiên luôn á. Mày nói qua kia là sao? Ông nói ông đại ca ở đây, người qua ông quỷ kia cũng nói đại ca ở đây. Địa bàn của ông ở đây, ông nói địa bàn của ông ở đây. Vậy là ông biến hình ông thành con quỷ kia đúng không? Tù lãnh ông nè. Tại vì tao nói đại ca là có nghĩa là không phải là tao á. Không phải là tao ở một chỗ này, mày hiểu không? Chứ mà ở đâu? Có nghĩa là ban đêm á, phía là tao mới về đây tao trú ngụ tao nghỉ ngơi nè. Còn chiều với sáng này kia là tao lội đủ chỗ để tao kiếm đồ ăn, tao gom góp, tao đem về đằng tối tao dùng á, mày hiểu không? Mình tối dùng ở đây cũng phải gặp con quỷ kia chứ sao không gặp được. Ôi à, tao không có biết con quỷ nào à, mày đừng có lơ khơi mày à. Cái gì trời? Mày nói gì sao tao không có hiểu gì hết trơn vậy mày? Mày có chuyện mày mù quáng, mày bị mấy con quỷ nào rượt đuổi rồi á. Mày đối thừa tao rồi mày thích trút giận lên người tao hả? Có đâu. Ôi ơi, thiệt là ông không có phải là quỷ kia không? Mày nhìn tao có giống con quỷ kia không? Quỷ kia ra sao tao có biết đâu. Ông tao hù thấy đường đâu mà giờ. Mày đứng gần lại tao không thấy mày chết thế vậy, mày không dám gần lại tao? Không, gần ở ông quýnh tôi, ông giải được cái thật của tôi, ông quýnh tôi vì sao? Tao có biết phép thật hay là cái gì đâu mà giải. Trối tao làm như bó rọ, làm như mà tao nhớ cái cảnh mà hả? Lúc mà mẹ tao gói bánh tét mà nấu cho tao ăn. Gói tròn o rồi. Đời không dám thiệt cái nào. Quỷ kia mặt xấu lắm. Phải quỷ này đâu, một quỷ này mặt đẹp trai. Trời giờ mày định trối tao luôn hả? Mày không thả tao ra để cho tao đi kiếm đồ ăn hả mày? Thôi khỏi kiếm đi, tôi có nè, kiếm chi? Có gì? Có mày hả? Có cơm. Cơm đâu? Trong ba lô nè. Giờ tôi thả ông ra tôi cúng cho ông dùng ha, hiểu không? Thiệt rồi mày cho tao dùng không? Thiệt. Nhưng với điều kiện ông đừng quánh tôi là được. Tao có quánh mày đâu, tự nhiên mày hiểu lầm, mày lơi khơi, mày rồi mày trói tao á. Tao không phải là người hung hăng đâu à. Lúc được không tao còn nha. Sống, tao sống cũng có hả nề nếp ý tứ đâu đó đàng hoàng lắm chứ. Mày cứ nghĩ tao là xấu xa không vậy? Rồi. Ừ, nếu ông nói vậy thì giờ tôi thả ông ra. Nhớ nghe, tôi thả ông ra mà ông lén phén là tôi trói ông lại, tôi bắt vô hồ lô luôn nha. Nằm môi. Trời ơi, tự nhiên vậy nè. Tao bước ra tao tính chào mày mà lỡ cái này nó dướng tao lại, cái tự nhiên cái mày bay vô mày trói tao. Tính quánh tôi nữa hay gì đây? Thì tao diễn là cái cảnh nãy mà tự nhiên tao nói mày không tin nữa, tao tức. Trời ơi. Thôi coi như tôi có lỗi đi. Lỗi phải gì, tao nói thì thôi chứ tao đâu có chấp dứt mày đâu. Tại vì giờ nếu mà chấp dứt mày rút lại cái lời nói là cúng cơm cho tao dùng sao? Tao lỗ. Rồi giờ tôi cúng cơm cho ông dùng. Ok không? Cúng cơm cho tao dùng á. Mà thôi mày có như mày cho tao cơm rồi có gì mày đưa luôn đi, rồi mày đi về đi. Để dành tao ăn từ từ chứ. Mày bài ra rồi tao ngồi tao ăn rồi mày nhìn miệng nữa mất công á. Băng đi băng hôm để mũi mồng rắn rít nó bu mày nữa. Không, tôi cúng cho ông dùng, tôi còn giúp đỡ cho ông đi về chùa nữa, phải cúng xong đâu. Trời ơi,
ông bạn trẻ ơi, đi về chùa làm cái gì ông bạn trẻ? Ông sao mà nói cái gì đâu không? Đi về. Không có đi về chùa đâu. À, không, bây giờ ông phải đi về chùa để mà ông tu hành học đạo, để mình sớm mình đi đầu thai chuyển kiếp. Chứ lẽ ông muốn làm mông hồn lang thang hoài hả? Về chùa được tu hành học đạo hả? Ừ. Thì người tao đâu phải thầy chùa đâu mà mày kêu tao tu. Không phải thầy chùa nhưng là vong. Vong mà tao có biết tu sao? Thì về chùa người có bề trên tao chỉ cho, chỉ đường chỉ lối cho tu. Ừ, chẳng hạn như mày nói vậy tao mới hiểu gì. Nhưng mày kêu tao về chùa tu, tao đâu có tóc mà đâu phải đầu tóc đâu mà tu. À, dạ. À, tôi thua. Chịu thua phải không? Thua, quá rồi cái miệng rồi. Ừ, thôi giờ cho tao ăn đi chứ không lẽ giờ mày thua rồi mày không cho tao ăn. Chắc giận không cho ăn luôn quá. Chắc tao xô mày quá. Ê đừng ngẫu nha. Ờ mùa nói gì đến gần đây khi nào bị lôi với đêm trời. Ừ. Tôi chừng hồi có con dĩ lôi mày á. Chết luôn. Thôi giờ đem thầy ẩn nghỉ ngơi đi, tôi cúng cho ra dùng. Chứ không lẽ không đứng đây sao tôi dám cúng. Ừ vậy thôi tao xin phép đó. Rồi. Tính ra nói không lợi người ta cái gì á. Chịu thua rồi phải không? Rồi thôi thôi thua. Ủa? Gì? Kêu rồi. Nhanh vậy. Để con sửa cái máy lại coi nha. Sửa cái máy cho nó ngay lại cái mình cúng lên đây nha. Cái này nó bằng không ta? Cái này bằng đẹp quá nha cả nhà. Mình dời máy đây mình quay lại nha cả nhà. Chỗ này bằng đẹp quá nè cả nhà. Cái con chỗ này nó không được rộng rãi khó ngồi lắm. Lại cái nó rộng rãi dễ ngồi. Đây, chỗ này rộng rãi nè cái này. Nhìn thấy rộng rãi không cái nha? Sao mà cái vong linh kia đâu ta? Không lẽ vong linh kia ngày hôm qua là vong linh đó là vô tình đi ngang ta? Hôm nay ổng nói ở đây ổng rài ổng ổng để cá ở đây mà khó hiểu thiệt. Đúng là nhiều khi vong linh kia đi ngang cái nha, rồi gặp con cái sẵn dứt luôn. Chà, tính ra là cõi tàu bà này cũng còn những vong linh khá là mạnh nha cả nhà, không phải là yếu đâu. Chà, cũng phải cẩn thận để bị ăn đòn thôi. Lấy cơm nữa. Đây. Lấy chút cơm. Chắc cũng lên kia rồi cũng lên đi ngang cái nhà. Vô tình đi ngang gặp con rồi. Không giữ luôn. Mưa gió quá trời. Bà con mình đây thôi. Nói chung là không phải đi chỗ này chỗ nào cũng khổ, chung là năm nay bà con ai cũng khổ trời nha. Không phải riêng gì một cái vùng chỗ của con. Con thì tuổi con chỉ nhìn thấy trước mắt là ở vùng quê con là đang khổ thì nói thôi, nhưng chỗ khác, những chỗ khác, những tỉnh khác người ta cũng vẫn còn khổ nha cái nhà. Rồi cái nhà để con xíu để tập hương cho khổ đây cái giờ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đức Đại Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Tổ Thần Địa Tạng Thọ Nhân Đây.
Ngày hôm nay con đến đây cùng với cái nguyện là muốn được trợ duyên giúp đỡ các ông linh đang lang thang đối khác trên cõi phật quốc này các ông. Thì con mong là ngày các ông cảm ứng chứng minh đồng thành của con cho những minh tinh trú ngụ ở đây được ra hưởng phần lễ mà con mong tới ấm lòng nó dạ đã làm hay. Rồi thì con xin phép rồi bằng thứ nhất nha. Nhìn cũng có lý quá ta. Ngon mà. Đâu mà hên vậy trời. Hôm nay gặp được nó cái dặn co qua lợi cái nó cúng kiến cho mình dùng luôn. Tính ra nói thì nói vậy thôi chứ hả, mình tưởng đâu nó là thầy pháp viên pháp sư gì tới đây bắt mình chứ nhìn cũng thấy ghê quá. Thành thủ ăn kìa, rồi cô nó có giúp đỡ đi, nó nói về chùa về bọng gì tới được không nữa đây hả, nó nói phát nữa đây không biết nữa. Ra hôm nay mình đi kiếm đồ ăn cũng thiếu thốn hụt đủ thứ hết trơn đó chứ, đói cũng dữ đó chứ, mà ngày hôm nay hôn á. Thật sự lúc còn sống thì mình hoàn cảnh gia đình mình cũng đầy đủ lắm chứ, mà hả mất xuống rồi cũng chỉ gì á, ẩn thù tức tối rồi hả, mình ra ngoài mình lang thang cái mình không biết đường về nhà để hưởng hương khói của con cái mình, đi lạc lối luôn, giờ không biết nhà mình ở đâu, không biết làm sao mình để về mà hưởng hương khói của con mình. Bánh với trái cây này cũng ngon dữ đó chứ, chắc cũng hàng đặc biệt luôn, ngon á. Trời, cái chai á. Tính ra cái hộp cơm này hả, mà có chừng cái bể đùi của con gà khi mà bỏ vô lên cái chắc đã lắm rồi. Còn mà mình tưởng tượng đi như này, như mình lại đang ăn cái đùi con gà đi cũng được chứ. Rồi lúc mất xuống hả, cái đôi cái khác lạnh lẽo, ăn uống thiếu thốn không bảo gì. Rồi có được cơm mà cũng mừng rồi, nhưng mà mình cũng được quyền mình mơ ước vậy để cho nó vui chứ. Wow, chính là ngon, nó chơi thơm quá luôn. Thank you.
cháy đúng ngon. Thật sự dùng được cái hả, cơm đánh cái hả, thấy vững bụng lại liền luôn, ngon lành luôn. Hôm nay quá đói. Chào. Sao rồi? Dùng cơm bánh trái thấy sao? À, nãy giờ tao dùng tao cảm thấy ngon quá. Rất là đã luôn á. Đã lắm hả? Đúng vậy. Chính ra lang thang đôi khác cũng lâu. Rồi nay có đồ ăn đầy đủ như vậy cảm thấy thoải mái quá. Được no lòng nữa. Rồi. Vậy thì cũng tốt rồi. Rồi mà thiệt sự là ông đến đây trú ngụ là có mình ông đây luôn hả, có ai nữa không? Tao ở đây có mình tao à, tao đâu có tiếp xúc với dung linh nào đâu. Mà có dung linh nào ở đây nữa không á? Nói chung á, lúc tao mới tới á, tao cũng thấy có mấy dòng nó lãng vãng á, nhưng mà tao chủ yếu tao đi tìm đồ ăn thôi, với tao đâu có muốn mà tiếp xúc nói chuyện với họ làm chi.
Rồi nó lãng vảng tới lui giờ nó đi đâu tao có biết đâu. Ờ, cũng là cứ đi qua đi lại thôi cái gì hả? Đúng vậy, chắc cũng đi tìm đồ ăn giống như tao vậy á. Rồi rồi sao ngày xưa đã lang thang ở đất bà này bao nhiêu năm rồi? Đồng ớt mới có 8 năm mà. Mới có 8 năm luôn hả? Đúng vậy. Wow. Rồi ngày xưa người sao mất khỏi lang thang, rồi có con có cái có vợ cái gì chưa? Tao có vợ có hai đứa con, nhưng vợ tao mất sớm rồi, tao phải mần nuôi con tao khôn lớn rồi cưới vợ đã lấy chồng của nó đầy đủ hết trơn rồi á mày ơi. Vậy là ông cũng lớn tuổi lắm hả? Tao mất lúc tao 44 tuổi. Ồ, 44 tuổi là còn trẻ á. Hồi đó mới có 19 tuổi là tao lấy vợ rồi. Trâu, lấy gì sớm thế? Tại vì hồi đó tao cũng là con trai một ở trong gia đình á. Rồi ba mẹ tao cũng mê cháu nè, ấm bồng á, bởi vậy hối thúc tao coi ai đó rồi cưới vợ sớm đó. Chứ mà tao thấy nếu mà cưới vợ sớm á thì sau này mình có con á mình cũng nhờ sớm á. Nhưng mà nhờ đâu không thấy, cũng thấy khổ sở không mà rồi chưa bị hả chính cái thằng á hả rể của mình á hả nó gây ra cái chuyện hả mà không thể nào mà nói được. Chính cái người con rể của ông đã gây ra cái chuyện mà ông phải lang thang ở tàu bà này luôn hả? Đúng vậy, là nó đó. Cái gì á, tao thương yêu con tao rồi á, tao thương yêu nó hả, giống y như là con ruột của tao luôn á. Đằng này nó không biết thương yêu tao mà nó hả lại đối xử tệ bạc với tao như vậy. Rồi cái vụ gì mà xảy ra chuyện như vậy, có thể kể đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện cho con biết được không? Thì đầu tiên là tao là tao cưới vợ cho thằng con trai lớn của tao trước. Nó thì tao cưới vợ cho nó cũng gần 2 năm á. Mà sao vợ chồng nó không có con cái gì cho tao ẩm bồng hết trơn á mày ơi. Tao thì già rồi cũng hả. Trời, bốn mấy tuổi, già gì? Thì thấy cũng lớn tuổi rồi, mình cũng muốn có cháu ẩm bồng sớm á. Kiểu như sống tuổi đó mình đâu có biết là sống nay chết mai mà. Cũng mong là có cháu sớm để mình được ẩm, mình bồng, mình đựng vậy đó. Nó nhưng mà vợ chồng nó cưới nhau sao mà không có con cái gì hết trơn á. Rồi đứa con gái của tao á thì nó cũng đi làm ở bên ngoài á, rồi nó cũng quen được bạn trai đi. Thì tao thấy vậy phần nó cũng lớn đủ tuổi rồi á. Rồi bên kia người ta cũng gạ hỏi cưới hoài, thì tao hỏi nếu mà nó chịu thì tao cũng gả cho nó lấy chồng luôn. Mà bên chồng nó cũng khá giả lắm, cũng dân ở thành thị á. Rồi gả xong rồi vợ chồng nó hả làm ăn cũng hả có của dư của để này kia dữ lắm. Tao thấy vậy tao cũng mừng rồi. Rồi lâu lâu vợ chồng nó về quê thăm tao với anh hai nó với chị dâu nó này kia đó. Nó cũng mua quà cáp rồi này kia đầy đủ lắm mày ơi. Rồi về nó cũng hả mua này kia, nó nấu nướng rồi cha con tao này kia ăn uống cũng vui vẻ lắm. Sao nghe nó cũng thân thiện lắm mà sao xảy ra chuyện kỳ vậy? Nó thì tao thấy như vậy là tao cũng cảm thấy vui vẻ là mãn nguyện rồi. Tao cũng có gái vợ tao á, nó bà sống khôn thác thiên ở dưới đó, thì bà thấy là tôi với mấy đứa con mình giờ nó khôn lớn hết rồi, có vợ có chồng hết rồi, sống vui vẻ vậy á, bà cũng ráng ăn nghỉ để sớm được chuyển kiếp đầu thai á. Nhưng mà ngặt nổi á, rồi mấy lần sau á con gái tôi về đó, rồi cái thằng rể tôi ngặt nó theo á, kiểu như nó hỏi chị dâu nó là vợ của anh hai nó đó. Nó nói ủa sao mà hả chị với anh hai lấy nhau rồi mà sao lâu có con quá, còn em với vợ của em á là vợ em này chắc có
đồng đồng đất rồi đó mà em không biết là trai hay gái nè. Trời. Tính ra anh chị chậm vậy. Rồi thì cũng nói ghẹ qua lợi vậy, rồi con dâu tôi nó mới nói không biết là chị có bệnh trong người anh hai cưng hay không thì cũng không biết nữa. Nhưng mà mỗi lần nó mà về chơi á thì nó hay trêu ghẹo con dâu tôi lắm. Nếu mà ai mà hiểu thì còn ấy, chứ còn nhiều người không hiểu là quạo lắm. Ừ. Nhưng mà tôi cũng có nói dạng này kia nói chứ lớn hết rồi á, anh em chị em khi đâu đó đàng hoàng nghe nói chơi thì nói chơi, chứ lỡ tụi bay mà giận một cái rồi á sau này đi tứ tán hết trơn rồi không có chịu về đây bỏ mình ông già này buồn lắm nha. Ừ. Nó nói vậy cho nó không có đâu bà ơi, tụi con biết mà. Rồi á từ cái lần đó xong á vợ chồng nó đi về thành thị đó nó làm cái gì đâu hả, một năm trời luôn á không về thăm luôn, nó không có về thăm tôi với anh nó này kia. Rồi cái sau tôi cũng để im thử cái hai vợ chồng nó này nó làm cái gì nó mà lâu quá không thấy nó về. Cái hôm bữa cái nó mới nói có liên lạc, nó nói ba ơi ngày mai con với chồng con về chơi, hôm nay công việc thời gian quá bận rộn quá vợ chồng con không có thời gian nghỉ được luôn mà không có sắp xếp công việc ổn định đó. Ồ. Đó thì nói ừ thì lâu rồi á con với chồng con không về, ba cũng nhớ này kia đó ấy, tranh thủ về con. Về thì ẩm cháo luôn hả? Năm mày có đi cháo từ giờ tháng rồi. Đúng vậy, xong rồi á cái bữa về vợ chồng nó về tới cái nó nói thôi để nó đi ra chợ nó mua đồ về để mà nấu nướng làm tiệc tùng ăn á. Ừ. Thì tôi thấy vậy cái tôi tính kêu để tôi chở nó đi, nhưng mà để nó nói đi trển về tới đây mệt quá, thấy vậy cái anh hai nó nói thôi để anh hai chở chở con gái tôi đi đó. Ừ. Anh em nó mới đi ra chợ mà mua nào là gà vịt này kia chứ ngoài gì tôi cũng không có biết. Ừ. Rồi thì hai anh em nó vừa lên xe đi á, tôi thấy vậy tôi cũng định đi ra sau vườn á tôi kiếm mớ rau á. Ừ. Để chút xíu coi nó mua cái gì về đó rồi làm để nấu nướng rồi ăn luôn. Rồi con dâu tôi thì nó lui cui nó lau nhà này kia đó, để tụi đó nữa tôi nói thôi ấy con ở đây với vợ anh hai mày đi, chị em trong nhà đi coi chuẩn bị đó chút rồi vợ mày mua đồ về nấu nướng. Rồi bữa nay cha con mình xương xương miếng nha. Ừ. Ba đi đằng sau ba làm công chuyện xíu ba vô. Thì tôi tặc đi đi làm thì tôi hay đem cái bình thuốc rê theo á. Ừ. Để tôi vấn tôi hút á cho nó đỡ buồn á. À. Sao bữa đó tự nhiên tôi đi cái tôi nói tôi đi cái tôi đi luôn à. Quên. Tôi đi ra tới sao luôn tôi quên. Ờ. Cái tôi làm lui cui tôi mới bẻ được có một nắm rau à. Cái tôi thèm thuốc quá tôi định quay vô tôi lấy rồi tôi ra tôi bẻ tiếp á. Ừ. Tôi cũng đi lui cui vô á. Mà vô nhà sao tôi nghe im ru à. Tôi mới thấy là con dâu tôi nó lui cui làm công chuyện ở đây rồi thằng rể cũng đây đi mà sao hai đứa nó đâu mất tiêu vậy ta. Không lẽ chị em nó đi đâu. Thì tôi bước lòng vòng vô trong nhà rồi tôi đi vô trong buồng thử coi. Thì tôi vừa vô trong buồng thì rồi vô tôi thấy một cái cảnh tượng tôi bay vô tôi đập nó liền. Thấy gì? Thằng rể của tôi không hiểu sao ha, nó với con dâu tôi không biết có dụng trộm hồi nào không, hai chị em nó đang trần truồng hả làm cái chuyện đó người lạch tập vậy đó. Ừ. Rồi á tôi thấy hả tôi nói trời ơi hai tụi bay làm cái gì kỳ cục kỳ đó vậy, thằng rể này tự dưới chắc tao quánh mày chết quá. Thì vừa nói xong hả tôi định bay vô tôi quýnh nó đó, tôi chưa kịp quánh nó nữa với phần á tôi nghĩ chắc nó hoảng sợ quá không ơi. Rồi nó nhảy lên trên mình con dâu tôi xuống đó nó tung nó chạy ra trước á, mà nó chạy sao nó tung trúng tôi đi rồi á nó đẩy tôi á. À. Cũng hơi mạnh đó, rồi á cái đầu tôi đập xuống trúng cái góc giường nó ông ơi. Ồ. Rồi á tôi nghĩ chắc trúng ngay cái nhiệt quá tôi chết tôi tại chỗ luôn á. Ở vậy á từ lúc mất tới giờ á
Hồi đó tôi buồn bã, tôi cũng hận nó, vì tôi cũng thương yêu lo lắng cho nó đầy đủ. Đằng này á, nó đi vụng trộm rồi làm chuyện sai trái vậy, qua mặt vợ nó rồi qua mặt anh vợ của nó luôn á. Qua thật sự cái nguyên nhân mất của chú thì con rất bất ngờ. Theo nghĩ chắc có lẽ là một năm trước đó, là chắc hai người cũng đã nhắn tin gì hay gì rồi đó, cho nên là ngày hôm đó mới về để mà làm chuyện đó đó. Tôi nghĩ chắc là nó cũng vụng trộm đâu lâu rồi đó, nhưng mà tại con trai với con gái tôi nó không phát hiện á. Cũng may là hôm đó giờ tôi quên cái bì thuốc á. Cũng có thể như vậy. Nhưng mà thôi, bây giờ chú cũng đã lang thang của ta bà này, thì giờ cũng không được cái gì. Không, chú thấy chú đối khác lạnh lẽo á, thì con đã nói rồi, con chỉ muốn đến đây giúp đỡ chú thôi. Chú được ngon là ổng dạ. Nó thì hy vọng rằng chú có thể buông bỏ những cuộc hận. Tại vì bây giờ á, vợ chú chắc có đẻ cũng đã được đi đầu thai chuyển kiếp. Thì cũng mong rằng chú về chùa cũng cố gắng tu hành học đạo để sớm đi đầu thai chuyển kiếp, để thể làm cái người mới. Đó, thì ngày hôm nay cũng là một cơ duyên, bề trời cũng sắp đặt rồi. Hy vọng rằng chú sẽ chấp nhận ha, để con giúp đỡ chú nha. Thôi, thì tôi lang thang cũng đã lâu rồi, thì ngày hôm nay cũng có duyên gặp được cậu vậy thôi, nhờ cậu giúp đỡ, cậu đưa cho tôi đi luôn đi. Dạ. Tôi sẽ ráng đọc kinh niệm Phật, tu hành học đạo để sớm ngày được chuyển kiếp đầu thai á. Dạ rồi. Dạ thôi, thì bây giờ nếu vậy thì giờ chú chấp tay lại niệm sát chuyển Nam Mô Phật đi. Mà sẽ mở đường sáng đưa chú đi. Về tới cổng chùa thì chú lại trình diện 2 ngày ở cổng nhìn con ha. Thì 2 ngày sẽ xếp cho chú vào trong ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy rồi cả nhà ơi, thì ngày hôm nay thì con có quay trở lại cái khu rừng này, thì cũng đã giúp đỡ thêm một bông linh nữa, nhưng mà không phải là cái bông linh quỷ dữ mà muốn đánh mình ngày hôm qua nha. Nói chung thì con không biết là cái như thế nào nữa. Nói chung là bây giờ mình tạm dừng cái video để đi về, đi đến những nơi khác thì mình giúp đỡ tiếp. Còn việc của bông linh này thì nếu có duyên thì ngày mai mốt con sẽ quay lại là tiếp để mà cố gắng khuyên bông linh này. Còn nếu mà không có duyên thì chắc có lẽ là đợi một người nào đó giúp đỡ như sao nha cả nhà. Dạ thì con xin tạm dừng video, nhưng gửi lời chúc đến tất cả quý bà cô chú anh chị chỉ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an, ấm no hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình, đặc biệt là thanh tâm an lạc trong công việc cuộc sống. Dạ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở những clip tiếp theo.